Chào anh em, hôm nay mình sẽ review về con Striker ADATS. Trên thực tế thì chiếc xe này không có thật, DAV họ chỉ sáng tạo ra thôi với khung gầm Striker và tháp pháo ADATS Air Defense Anti-Tank System. Đây là hệ thống vũ khí vừa chống tăng mà vừa phòng không với 6 ống phóng tên lửa, 14 trái rocket 73 ly được chia đều ra hai bên như thế này. Ngoài đời thật thì tháp pháo ADATS nó không phải như thế này, nó không có phóng rocket mà thay vào hai vị trí rocket này là ống phóng tên lửa, có nghĩa là nó có 8 ống phóng tên lửa. Và vị trí phía trên nóc này nó sẽ trang bị thêm khẩu súng máy 25 ly. Quân đội Canada thì trang bị tháp pháo ADATS này trên khung gầm chiếc M113A2. Quân đội Mỹ thì trang bị trên khung gầm chiếc M2 Bradley. Anh em nào mà chơi War Thunder thì cũng thấy có một chiếc M2 Bradley ADATS. À, đây là hệ thống radar, khi sử dụng nó sẽ được bật lên. À, đây là tên lửa điều khiển với tốc độ 900 m/s. Thời gian nạp đạn là cho 6 trái tên lửa là 30 giây. Thời gian chờ giữa hai lần phóng là 2 giây. Kiểu nạp đạn là nạp lại thiếu viên nào thì sẽ nạp với thời gian của viên đó và mình sẽ nạp thủ công. Còn nếu như mà phóng hết 6 viên thì nó sẽ nạp 30 giây. 5 giây một trái tên lửa. Khi nâng cấp thì nó sẽ có thêm rocket head với tốc độ bay là 990 m/s. Tốc độ bay của tên lửa và tốc độ bay của rocket là cũng gần bằng nhau. Tên lửa bay rất nhanh. Thời gian nạp cho 14 trái rocket là 28 giây. Thời gian chờ giữa hai lần phóng rocket là 0,5 giây. Và kiểu nạp đạn của rocket khác với kiểu nạp đạn của tên lửa. Nạp đạn của rocket thì nạp theo kiểu là nguyên drum, có nghĩa là cho dù là mình có mới chỉ bắn có một trái thôi, nhưng mà khi mình ấn C để nạp lại thì nó sẽ nạp lại nguyên cả băng với 14 trái 28 giây. Tên lửa có đam là 342 đến 1129 pn 900 ly. Rocket head đam từ 54 đến 396 pn 130 ly. Đam của rocket AP 162 đến 199 pn là 300 ly. Đây là module nâng cấp, là mình phải tiếp tục làm những cái nhiệm vụ contract để mở khóa được các cái module này. Loader rocket. Cái này như là chỉ áp dụng cho rocket thôi. Nó có ghi là reload time này, nó ghi là 35 giây. Có nghĩa là tăng 7 giây so với bình thường. Ở đây là 28 giây. Ở trên trang chủ thì mình có đọc thì mình cũng hiểu sơ sơ là như là khi mà mình phóng, khi mà chưa hết rocket thì mình ấn nạp thì nó sẽ giảm thời gian tải lại. Nhưng mà khi mà mình sử dụng hết 14 trái thì nạp lại thì thời gian nó sẽ là 35 giây. Theo mình hiểu là như vậy, chứ còn là mình chưa có unlock cái module này nên là mình chưa biết chính xác nó như thế nào. Còn các thông số khác thì nó vẫn giữ nguyên.
Đây là unlock đạn rocket head đây. Hệ thống này giúp mình điều khiển hai trái tên lửa cùng một lúc. Có nghĩa là mình không khi mà chưa unlock được cái module này thì mình phải chờ quả tên lửa đầu tiên nó phóng đến mục tiêu thì bắt đầu mình mới phóng được quả tên lửa tiếp theo. Còn khi mà unlock được cái module này thì mình không cần phải chờ quả đầu tiên đến mục tiêu mà mình vẫn phóng được quả tiếp theo. Là mình điều khiển hai trái cùng một lúc đến mục tiêu. Tốc độ bắn tăng 43%. Động cơ 430 mã lực, động cơ diesel, max speed 99 km/h. Thời gian tăng tốc từ 0 đến 32 km/h là 3,46 giây. Đạt tốc độ max là 22,84 giây. Tốc độ xoay thân xe 46,6 độ. Stockwell giúp ổn định xe trên địa hình bằng phẳng, địa hình ốc loa 80% và địa hình khó là 20%. Điểm hit point là 2001. Giáp thì giáp Striker, mình không quan tâm. Ở trong game này thì có trước đó là có hai chiếc xe cũng với khung gầm Striker là con hai con cấp 8, con M1128 MGS và con M1134 ATGM. Không biết là mình có nói đúng tên hay không. Đây. Hai con với khung gầm Striker. Đây M1134 AZTM và M1128 MGS. Trọng lượng là 17 tấn. À, khi trang bị mình đã gắn camo rồi nó là 32%. Tầm nhìn xa là 140 m. Khi di chuyển nhá. Khi di chuyển là 440 m. À, chiếc xe này cái góc hạ nòng rất kém, chỉ có 5 độ thôi. Còn góc nâng thì rất tốt, 60 độ. Tốc độ xoay tháp pháo là 73,5 độ trên giây. Đây là radar giúp tăng cái tầm nhìn xa lên 20 m và tăng cái khả năng nhìn qua tán lá là 30%. Nhưng nó sẽ bị trừ đi cái camo là 10%. Cho nên nếu mà sử dụng cái radar này thì mình phải sử dụng thêm cái hộp sơn để nó giảm thiểu cái sự mất mát về ngụy trang. Rồi và đó là những cái thông số của chiếc xe này. Và bây giờ mình sẽ đem test nó ở PVE cho anh em xem. Ở đây là map 3, Direwolf. Em có thể thấy là hệ thống phong khói của chiếc xe này được gắn ở trên thân xe. Đó là một nhược điểm chết người. Bởi vì khói chỉ có thể phóng ở phía trước xe,
chứ nó không theo cái hướng của tháp pháo. Với một cái nhược điểm nữa của chiếc xe này là độ hạ nòng rất là kém. Cái địa hình gồ ghề, địa hình đồi núi thì khá là khó. Tên lửa bay với tốc độ rất nhanh, trong điều kiện mà ping cao thì rất khó để điều khiển. Mục tiêu mà ở gần thì khó mà có một cái đường cong hoàn hảo. Bot nó chơi hack anh em ạ. Thằng quỷ này nó thấy mình bắn nhiều quá.
Wow, chạy. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.